Passion Mission, một chương trình mới tanh của Dell. Chương trình được thực hiện tại nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á như là Thái Lan này, Việt Nam này hay là Philippines này. Như Trang có bật mí ở trên trang cá nhân hay là tại fanpage của Dell VN, thì ngày hôm nay Trang sẽ phải tham gia một cái thử thách, hay nói đúng hơn là một cái nhiệm vụ đặc biệt, đó là dựa vào những cái gợi ý của chương trình để đoán ra vị khách mời ngày hôm nay là ai. Nếu mà đoán đúng thì Trang sẽ được nhận một phần quà từ đây. Nhưng mà nếu mà Trang nói sai thì Trang sẽ phải chịu một hình phạt. Mong là chương trình sẽ không làm khó một cô gái dễ thương và đáng yêu như mình. Nào, bây giờ thì các bạn hãy cùng đi theo Trang để thực hiện thử thách ngày hôm nay nhá. Xin giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc hộp nhiệm vụ mà Dell đã gửi đến Mi Chan. Bây giờ thì Trang sẽ thử mở chiếc hộp này ra xem bên trong có cái gì nhá. Trời ơi, một chiếc hộp siêu to khổng lồ luôn. Ok. Wow. Bên trong là một chiếc laptop Inspiron 5410. Đây. Thì trước khi mà đến với cái nhiệm vụ gọi là thử thách thì Trang sẽ xin phép để nộp hộp chiếc laptop sang xịn mịn mới cập bến này nhá. Chiếc laptop này thì có giá trị là dưới 1 tỷ đồng. Nice. Và cụ thể là hơn 25 triệu. Thì với cái vẻ bề ngoài thì Trang cảm thấy khá là ấn tượng. Còn cái nắp lưng của laptop thì được thiết kế bằng kim loại cao cấp, có màu sắc đó là màu xám bạc. Thì cái màu này đem lại cho Trang một cái cảm giác rất là thanh lịch. Đấy, thì khi mà cầm trên tay thì Trang cảm giác là cái máy này rất là mỏng nhé. Bởi vì máy cũng chỉ có cân nặng là 1,6kg, với lại độ mỏng đó là 18mm. Chung quy thì trông rất là sang chảnh đúng không? Các bạn hãy cùng Trang tìm hiểu các tính năng khác của chiếc laptop này nhá. Có một điều mà Trang khá thích ở chiếc laptop này, đó chính là bảo mật vân tay. Thì các bạn có thể đăng nhập bằng một chạm nhờ bảo mật vân tay, giúp bạn có thể truy cập vào máy một cách rất là nhanh chóng này, mà không cần phải ghi nhớ và nhập mật khẩu mất thời gian. Tính năng này còn có cung cấp độ bảo mật rất là cao, tránh bị người lạ đánh cắp những cái thông tin cá nhân hay là những cái dữ liệu trong công việc. Chiếc laptop này thì có một cái màn hình 14 inch cùng với cái độ phân giải Full HD 1920x1080, đem đến khung ảnh vô cùng rõ nét, hoặc cảnh giải trí sống động như thực cùng độ tiêm phản cao. Bàn phím có đèn lắp nền, đây là một điểm cộng tuyệt vời cho mấy bạn cuối đêm nè. Trời ơi, Trang là một người rất là hay thức khuya luôn. Thế nên là Trang thấy là chiếc bàn phím này rất là phù hợp cho những cái bạn thức khuya giống Trang, hay là mọi người thì có thể làm việc trong cái điều kiện thiếu sáng này, làm việc vào ban đêm mà không có sợ làm phiền đến người khác ý. Không cần bật đèn lên thì chúng ta cũng có thể làm việc được. Như các bạn thấy đấy, hai bên laptop thì được trang bị các cái cổng kết nối phổ biến này, như là hai cổng USB 3.2, USB Type-C, HDMI và kể cả microSD. Chúng ta có thể dễ dàng truyền xuất dữ liệu với nhiều thiết bị khác nhau. Chiếc laptop mỏng nhẹ này thì vẫn có thể chơi game cực kỳ tốt luôn nhé các bạn. Laptop Dell Inspiron 5410 thì được trang bị bộ vi xử lý Intel thế hệ 11 này, có cả card đồ họa tới NVIDIA GeForce cho trải nghiệm đồ họa vượt trội và chạy rất là mượt, mà các tựa game nặng như là Liên Minh hay là Dota 2. RAM 8GB thì giúp bạn có thể mở nhiều ứng dụng cùng lúc mà không lo giật hay là lag. Đồng thời thì các bạn cũng có thể nâng cấp RAM tối đa là 16GB. Ổ cứng SSD 512GB cũng có thể nâng cấp lên 1TB cho các bạn tha hồ lưu trữ game hay là phim ảnh nhá. Ok. Vừa rồi là màn tập hợp chiếc laptop Inspiron 5410. Mới kết xà beng, bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm các bạn có thể lên trang web dellonline.vn để tìm hiểu thêm nhá. Còn bây giờ thì Trang sẽ đợi gợi ý từ chương trình để bắt đầu tham gia thử thách. Ok. À, đây rồi, chương trình đã gửi cho mình thử thách và gợi ý đây các bạn. Rất là nhiều ô số, có 6 ô số. 6 ô số thì có nghĩa là bây giờ Trang sẽ mở những cái ô số này ra để xem bác gợi ý ạ. Trang sẽ chọn ô số 2 đầu tiên bởi vì đây là con số may mắn của mình. Ô số 2, nam ca sĩ, diễn viên. Nam ca sĩ diễn viên thì nhiều lắm luôn ý. Anh Nguyễn Quốc Tịnh này, anh Ngô Quyến Huy này, là anh Sơn Tùng ATP. Ui, cái này như kiểu là mò kim đáy bể đúng không à. Ok, được rồi, bây giờ Trang sẽ chọn tiếp số 4 đi. Số 4 là sinh năm 1989. 1989 thì có ai ta?
vận dụng IQ 2000. 1959 hay là có ấy. Tay lo giống huyết. What? Chẳng lẽ mình lại tìm được nói chuyện với chị Tay lo giống huyết à? Nhưng mà chẳng lẽ chị Tay lo giống huyết là ở Việt Nam? Cái câu này khó nha. Ca sĩ diễn viên sinh năm 89 thì có ai ta? Hay là anh Đen Vô? Nope. Hay là anh Chi Lâm nhỉ? Nope. Tôi biết rồi, đấy là Độ Mixi đúng không các bạn? Bởi vì Trang cũng nghe nói là Độ Mixi chuẩn bị chuyển hướng sang lĩnh vực ca sĩ không à? Wow. Cái này vẫn cứ sai sai. Thôi rồi, Trang sẽ thử ô số 5 đi. Ô số 5 là gì? Từng là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng à? Nhóm nhạc nổi tiếng thì bên Hàn Quốc có Blackpink này, có BTS này. Vậy thì ở Việt Nam thì có nhóm nhạc nào nhỉ? Ngày xưa có nhóm mây trắng 365. Thôi được rồi, chúng mình cũng còn nhiều gợi ý. Cha sẽ mở ô tiếp theo là ô thứ 3 đây. Thứ 3 là viết sách. Ủa, viết sách đa tài nhỏ. Anh nghĩ là ca sĩ này, diễn viên này, hay lại còn viết sách nữa. Viết sách thì có ai? Anh Thanh Duy à? Thôi chọn tiếp một gợi ý đi. Số 1 này, thỏ trắng. Thỏ trắng. Anh nghĩ thích thỏ à? Thỏ nuôi thỏ. Hay là thỏ trắng rồi, hay là một cái nickname nào? Cái thỏ trắng này hình như là một cái nickname đúng không ạ? Từ thì mình vẫn có cái EP 2000 của mình. Thế nhưng mà mình nhớ là một lần mình có xem Running Man thì có anh Du Phạm, anh ấy có cái biệt danh là thỏ trắng. Tiếp đi. Ô số 6 nào. Ô số 6. Giải nhất gương mặt thân quen mùa năm. Câu này thì mình xem hết chương trình được dùng Google đúng không ạ? Câu này mà dùng Google cái là ra luôn. Ây da, giải nhất gương mặt thân quen mùa năm. Ngày trước gương mặt thân quen thì có anh Hoài Lâm tham gia này, có anh Bi Trần này, có cả anh Dung Phạm này. Giải nhất gương mặt thân quen mùa năm. Sau khi mà mở các cái gợi ý của chương trình thì này là sinh năm 89 này, diễn viên, ca sĩ, xong còn có biệt danh là thỏ trắng, với lại là từng thành viên của một nhóm nhạc, rồi còn gương mặt thân quen gọi là giải nhất thì mình đoán là anh Du Phạm. Trang đoán là anh Du Phạm các bạn à. Thì bây giờ thì như này đi, chương trình có cho Trang một cái cơ hội nữa, đó là Trang sẽ được giao lưu và hỏi những câu hỏi với khách mời đặc biệt đó. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng các bạn hãy cùng đi theo Trang để xem là khách mời đặc biệt ngày hôm nay có phải là anh Du Phạm không nhá. Alo alo, có ai nghe thấy không nói không ạ? Alo, có ai nghe anh nói không? Hello anh, em chào anh nhá. Nghe giọng chào em à? Nghe giọng chuẩn bị đoán khuôn mặt, đoán tên. A few minutes later. Đó thì bây giờ em sẽ có 10 câu hỏi hỏi anh và anh sẽ có được phép từ chối trả lời 3 câu. Đó. Bây giờ có nghĩa là anh sẽ nói trả lời 6 câu đúng không? Hay là 7 câu? 7 câu ạ, à, anh phải trả lời 7 câu. Đó. Rồi, chơi. Ok, bây giờ sẽ hỏi câu đầu tiên nhá. Mà khoan, nếu như mà em thua thì sao nhỉ? Nếu mà em thua thì thôi ạ. À? Ôi trời, ai chơi thế? Nếu mà thua là bây giờ em phải đi ra phố đi bộ Huệ lộn mèo 10 cái nhá. Được anh ơi, chơi được chứ. Anh muốn chơi máu lửa. Rồi chơi. Bây giờ em sẽ hỏi anh câu đầu tiên này. Đó là anh thuộc cung gì ạ? Anh thuộc cung sư tử. Cung sư tử ạ? À? Thế là cùng cung với em đấy. Có thế à? Hèn chi thấy bắt được tần số giống nhau rồi đấy. Tiếp theo hỏi tiếp đây. Thì anh là thành viên nhóm nhạc có mấy thành viên ạ? Nhiều thành viên này. Nhiều thành viên, nhiều thành viên. Một số mấy phải có một số chứ. Thôi, dễ quá rồi. Ở Việt Nam. Ở Việt Nam có bao nhiêu nhóm nhạc mà hả? Hơn 5 thành viên đâu. À, là có nghĩa là nhóm nhạc trên 5 thành viên. Thế thì có phải là nhóm nhạc 365 không ạ? Không trả lời.
Không phải người đi nhà ở đi nhà. Thế anh quê ở đâu ạ? Anh quê ở Sài Gòn. Ủa? Sao lúc em thấy anh nói giọng Bắc ơi nhưng mà anh lại nói giọng Nam ta? Kìa, cái câu này nghe nó cứ sai sai. Thế anh có tham gia hoạt động trước đây nào của Đeo chưa? Hỏi thế thì dễ quá rồi. Thì anh nhiều lắm đi, nhiều lắm đúng không? Nhiều lắm. Nhiều lắm à? Vậy thì anh có hay tham gia các game show không? Game show là nghề của anh. Thế những game show mà hỏi hoài mà... hỏi hoài khoan khoan không lại em hỏi nhiều lắm rồi. Hết nãy giờ anh thấy em hỏi nãy giờ chắc là hơn 10 câu rồi đó. Đâu, em mới hỏi được có vài câu thôi. Đây nè, câu này mới hay nè. Thế anh tham gia những game show tên là gì ấy? Không, câu này là càng không nói nữa. Nói nữa là biết. À mà thật ra game show Việt Nam mình cũng rất là nhiều mà. Là sao mà em biết được hết đúng không? Thế bây giờ nhiều lắm. Em hỏi câu này nhá. Tiếp này. Nhiều đúng không? Thế bây giờ em hỏi câu này. Câu này anh chỉ được trả lời có hoặc không thôi. Ừ. Đó là, có phải là anh vừa đi Hàn Quốc về không? Có hoặc không thôi. Alo. Có hoặc không thôi. Alo. Ai đầu game kia? Alo. Nào. Đúng rồi. À, thôi dạ biết rồi. Biết rồi. Thế thì em vẫn còn hai câu nữa mà. Chưa đoán nữa. Em ơi bây giờ hỏi nốt, bây giờ anh hỏi nốt sự lựa chọn nữa. Thôi, em hỏi câu cuối cùng này, câu chốt sổ nhá. Em hỏi câu cuối cùng, câu chốt sổ luôn. Anh nghe cái câu đây là một bài hát vui, đây là một bài hát không buồn, có quen không ạ? Quen không ta? Trời, cái bài đó anh không ạ? Cái bài đó nó không biết có anh hay không nhưng mà nó chỉ như là quen rồi, tại bài này nó quá là hay rồi em. Oh my god. Wow. Rồi nhá, sau khi mà hỏi xong các câu hỏi thì em khá là chắc chắn với câu trả lời sắp tới của mình. Mời. Vị khách mời đặc biệt hôm nay đó chính là anh. Em chỉ trả lời một lần thôi nhá. Em trả lời một lần nữa thôi anh nghe nhá, nghe rõ nhá. Đó là okay. Anh Dương Phạm đúng không? Sai rồi đó mà cười. Đúng mà. Sai rồi em. Thất vọng quá nãy giờ đoán quá trời. Ok, đánh mở cam luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào Mỹ Trang. Đây là anh mà. Ok thì lúc đầu thì em cũng hơi gọi là đoán ra anh rồi. Tại vì là thôi, em không cần phải nói, tại vì thấy cái kiểu em hỏi quá trời câu, thêm những cái câu bật mí của chương trình là anh thấy là quá dễ rồi mẹ vẫn chưa đoán ra, chứng tỏ là em cũng không có xem anh đã gì. Không hề nhá, em cũng có theo dõi các cái hoạt động trước đây kiểu của Đeo liên quan đến các bạn trẻ truyền cảm hứng này, theo đuổi đam mê nhờ tỏa sáng ước mơ, hay là mới đây là This Is Me với lại This Is My Universe. Thì KOL chính là anh Dương Phạm đó, nên là sau khi mà hỏi các cái câu hỏi gợi ý của chương trình là em đoán ngay là anh luôn. Nope. Tại vì anh nghĩ một phần là tại vì Đeo chắc là anh thật ra bây giờ chia sẻ với tất cả các bạn khán giả và với bé Minh Trang luôn là anh lớn tuổi lắm rồi. Anh 32 tuổi nhưng mà nhờ cái mặt của anh đó, nó cứ non hoài vậy đó, nên chắc là Đeo ưu ái cho anh tham gia. Cho anh tham gia rất là nhiều dự án của Đeo, sức trẻ. Cái thật ra anh nghĩ trẻ quan trọng là cái bên trong chứ không phải là do cái mặt đúng không? Anh rất là tự tin, năng động, sáng tạo, nên nhờ vậy mà Đeo cũng ưu ái mấy năm qua. Thì anh đã trở thành người truyền cảm hứng của các bạn thí sinh tại cuộc thi This Is Me, This Is My Universe của Đeo. Thì fan của anh cũng là các cái bạn trẻ này. Rồi các bạn trẻ hiện đại này, thì anh cảm thấy như thế nào về đam mê của các bạn trẻ hiện nay ạ? Thực ra thì theo anh nghĩ nha, giống như khi mà nhìn thấy em thôi, Minh Trang rất là trẻ nhưng mà rất là sáng tạo và nhiều đam mê, có thể làm rất là nhiều cái giống như là ở nhà nhưng mà cũng có thể làm được những cái sản phẩm, mình cảm thấy là rất là đáng ngưỡng mộ. Chứ thời của anh thì đâu có chuyện đó. Có nghĩa là các bạn luôn cập nhật, rồi song song đó các bạn luôn luôn theo đuổi ước mơ và đam mê của mình. Rồi bởi vậy thấy các mặt hàng bây giờ của giới trẻ cứ luôn luôn chạy theo và cũng luôn luôn coi như là phát triển để mà hoàn thiện hơn cái sản phẩm của mình, giống như Đeo ngày càng mỏng hơn, ngày càng tốt hơn, ngày càng có những cái sáng tạo hơn, rất là đáp ứng nhu cầu của giới trẻ, em thấy rất là hay. Thì em thấy là đối với cái xu hướng hiện nay á, kiểu làm việc từ xa ấy, thì laptop giống như một là cái phụ kiện bất ly thân ấy, không thể nào mà thiếu được, cũng như là
em với anh Jun á là giới trẻ đúng không, thì rất là coi trọng. Không có, có em giới trẻ à? Không, em thấy anh cũng trẻ. Nói chung là người ta bảo rồi, mình bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng là mà mình bao nhiêu tuổi đúng không? Cái đó là anh bảo thôi, phải ai bảo. Thì đó, thì em thấy các thiết kế sản phẩm của Dell này, thì đặc biệt là cái dòng Inspiron á, được nâng cấp khá là nhiều về cái mặt ngoại hình. Đặc biệt là cái màu sắc bạc cá tính này, hoặc hay là bản lề gập xoay 360 độ mọi tư thế, kiểu rất là nuông chiều khách hàng ý. Đó. Bởi vậy nuông chiều quá mẹ em hư hết trơn. Nuông chiều quá mẹ. Không, nhưng mà thật ra mà nói lại thì rõ ràng là cái dòng Dell ngày xưa thì mọi người chỉ biết là Dell là cái pin rất là trâu. Càng ngày phát triển rất là nhiều cái mẫu mã rất là tuyệt vời. Nhất là ví dụ mà em nói mà anh rất là thích, đó chính là cái gấp 360 độ bản lề rất là tuyệt vời. Em nghĩ những cái điều đó rất là hợp với anh, tại vì anh là cái người chuyên gia, nói đầu ngay là cũng trai nên cũng hơi bề bộn, nhiều khi mình lỡ mình lộn cái mà cái bình thường nó gãy luôn. Nhưng mà Dell thì may mắn người ta cũng có cập nhật nên mà không có sợ. 360 độ mà. Thế thì ngoài cái việc ca hát ra ấy, thì anh Dung Phạm có còn đam mê cái gì nữa không ạ? Ok, cái này thì anh sẽ không trả lời rồi, bởi vì em hồi nãy em nói là em có quan tâm và tìm hiểu anh. Vậy thì em quan tâm được cái đâu? Em nghĩ là ngoài ca hát ra thì anh còn làm cái gì? Nhưng mà kiểu cái này em lại muốn nghe từ anh Dung không chia sẻ có, cơ. Không em muốn nghe từ anh chia sẻ cái đam mê của mình đó. Thôi chị vậy là nãy giờ em chẳng hạn này nãy đó. Nãy giờ em xạo. Em xạo. Nói chứ anh cũng không có làm khó anh ta làm cái gì. Thật ra thì ngoài hát ra thì anh cũng làm khá là nhiều những công việc bên lề của nghệ thuật. Ví dụ như là anh có viết sách, anh có biên kịch, anh có làm vlog. Rồi cũng có bập bẹ học làm đạo diễn vài phim ngắn. Nói chung đối với anh thì cái gì mà nó... Tại vì mình còn trẻ. Còn trẻ về cái tư duy á, chứ không phải về tuổi tác nhé. Có nghĩa là mình luôn luôn phải năng động, phải luôn luôn sáng tạo. Và tôi nghĩ cái quan trọng nhất là phải luôn luôn học hỏi. Chứ mỗi ngày mà mình cứ ù lì, mình làm đúng cái công việc của mình là chẳng lẽ hỏi em bây giờ anh đã vào cái nghề này cũng 10 năm rồi mà ngày nào anh cũng tối đi hát xong về, tối đi hát xong về. Xong đùng cái, không phải mình nói chứ dịch đến. Rồi ở nhà hoặc không đi biểu diễn được thì mình phải có những cái công việc khác. Thì rất là may mắn là anh có những cái ngành nghề khác bên cạnh như là viết này, rồi vlog. Thì ở nhà anh có thể làm được những cái việc đó. Nên mình thấy là các bạn trẻ bây giờ á, nếu mà mình trau dồi kiến thức của mình thiệt là nhiều, thì những lúc mà khó khăn á, thì mình không có sợ gì hết. Vâng ạ. Vậy thì trong số các cái khả năng đó của anh ấy, thì anh đánh giá cái khả năng nào là cao nhất? Tôi nghĩ... trời ơi, nhiều quá ta. Nhiều anh nghĩ nhan sắc là... Hay là cái nào cao ạ? Nói đùa thôi, nghĩa là mình cảm thấy là mình tự tin. Thật ra cái mà anh thấy anh mà tự tin nhất á, đó chính là sự tự tin của mình á, chính là sự tự tin của mình á. Mà muốn được có sự tự tin đó thì mình phải học hỏi và tự trau dồi bản thân mình. Ví dụ như giờ thời gian rảnh này này, anh cũng phải học online, anh cũng phải kiếm những cái lớp online học để trau dồi thôi chứ không có gì hết. Những cái môn kỹ năng mềm rất là đơn giản như là mình có thể học theo tiếng Anh, rồi học theo tiếng Nhật vân vân. Thì khi mà mình có những cái kỹ năng mềm đó ra ngoài mình rất là tự tin và mình không có sợ gì hết. Và tôi nghĩ cái mà ham học hỏi chính là cái mà mình cảm thấy là đó là điểm mạnh của mình. Vâng, thì em đang ngồi nghĩ nãy giờ anh ạ. Nãy giờ hả? Em nghĩ nãy giờ luôn á. Theo anh thì anh nghĩ xem có tiềm năng làm ca sĩ không ra. Tiềm năng ca sĩ thì em đi hỏi. Hay là anh thử dạy em cách lấy hơi hay là cách luyện thanh để hát hay như anh đi. Trời ơi, nhưng mà quan trọng là em có biết hát hay không? Em có hát chưa? Thì em cũng biết hát em đó, hát nhưng chưa? Mà hát hay hay không thì đâu? Chưa biết đâu. Bây giờ hát anh nghe một bài đi. Hát bài một câu thì sẽ hay cái cánh nữa. Không, bây giờ hát hai câu thì cũng được để anh biết được cái giọng của em. Chứ mà qua nói chuyện á, qua nói chuyện á, xin lỗi mọi người, đây là lần đầu tiên mà Jun quen Minh Trang luôn. Nhưng mà qua nói chuyện thì nghe giọng rất là dễ thương ha. Nhưng mà chưa biết, tại vì có nhiều người hả giọng dễ thương, ví dụ như Buka hay Lan Ngọc hay Diệu Nhi mà hát lên cái là muốn xỉu à. Nên bây giờ mình muốn thử nghe với Trang hát thử hai câu coi. Thế thử hát hai câu nhá. Đừng hát kì con bướm vàng nha, cấm nha. Em hát đúng một câu thôi, thế thì anh luôn đã nói hát hai câu thì em hát đúng một câu thôi. Ok, cái này là chắc là đợt dạy cãi là giỏi nè. Em hát này, anh luôn nghe nhá, xem có tiềm năng không nhá. Okay. Lấy đọc ạ. Anh ơi bao lâu mới đến ngày mai. Đó.
hát đúng một câu thế thôi, nghe phát là biết luôn, hát này thôi là biết luôn. Dạ có nha. Không, anh nghĩ là có tổ chức á, có tổ chức á, chỉ cần có hát một câu thôi là tôi thấy là bé Trang có khả năng á, chứ không phải là không đâu. Hát kiểu dòng nhạc R&B đồ ok đó, anh ơi nó có ngày mai cái gì đó. Thật ra thì đối với anh ca sĩ á, ngoài giọng hát ra nhưng mà cái mà để mà quyết định cho mình á, cái sự nghiệp của mình trong cái gọi là cái ngành showbiz này á, đó chính là cái cá tính thôi, cái cá tính mới quan trọng. Nhiều khi giọng, đúng rồi, màu sắc riêng. Cái giọng hát có thể ok, ổn cũng được, nhưng mà quan trọng là cái cá tính và cái đam mê của mình mới là cái quan trọng nha. Nhiều khi hát hay cỡ nào nhưng mà không có đam mê, chỉ có hát vài tháng mà mình không có bài hit, hoặc là mình không có ráng lì lợm đến cái mục đích cuối cùng của mình á, thì chắc chắn là mình cũng không có đạt được ước mơ của mình. Còn ngược lại có những bạn hát vừa phải thôi nhưng mà cố gắng kiên trì mỗi ngày, rất là ước ao được lên sân khấu và muốn thể hiện mình, thì các bạn luyện tập mỗi ngày, thêm nữa là các bạn trau dồi cái cá tính của các bạn càng ngày càng đặc biệt hơn, đặc sắc hơn, thì các bạn sẽ nổi tiếng và các bạn sẽ có một cái con đường đi rất là tuyệt. Còn cái việc luyện thanh thì anh nói thật là anh cũng học mấy năm trời, thì thật ra là vô trong lớp luyện thanh thì cô giáo chỉ có đúng một bài tập thôi. Đó là thứ nhất là hai bài tập chứ. Bài tập đầu tiên là khởi động. Em phải hít thật sâu vô cái bụng của mình. Hít thật sâu. Xong mà giữ ngay bụng á, đan điền. Thấy đan điền không? Đan điền. Đan điền ở bụng á, chiếm hiệp. Ok. Em đụng vô cái bụng mình mà thấy mình cứng ngắc là mình đúng rồi đó. Không được thả lỏng cái bụng, giống như mình đang flăng á. Vâng. Flăng. Xong rồi em sẽ xì ra, em coi đồng hồ. Em xì được bao nhiêu phút? Thường thì mới tập chắc là xì được 30 giây à. Nhưng mà kiểu như nếu mà lâu lâu giống như anh thì có thể 1 phút đến 2 phút. Nhưng mà xì không phải là nhá. Mình phải xì thật là nhẹ và thật là đều. Ví dụ nhanh là hiểu không? Vâng, em nhìn cũng hiểu nhưng mà thực hành thì chưa biết. Cái này thì tối về nhà. Hồi xưa lúc mà anh tập tối về nhà anh cũng phải, trước khi ngủ anh phải tập vậy đó, ít nhất cũng phải tập nửa tiếng. Còn bài tập thứ hai thì có cô giáo ngồi cái bên phải đánh đàn mi 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 mơ 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 cứ vậy đó cho mở thanh ra. Nên cái đó đối với anh thì mình sẽ luyện tập nó là vắt bỏ rồi, nên phải luyện mỗi ngày. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái cá tính riêng của mình. Sau khi nghe anh Jun truyền cảm hứng thì em cũng đã có một động lực cố gắng là đi làm ca sĩ. Ca sĩ này nhanh như vậy. Ok, thế là hôm nay thì Mincha đã vượt qua được cái nhiệm vụ của ngày hôm nay được giao rồi. Cái nhiệm vụ nó đơn giản quá ha. Thấy nó đơn giản lắm, không có gì khó khăn hết. Bây giờ anh giao nhiệm vụ cho em. Em đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, á, em trồng cây chuối cho anh thì cái đó mới có. Nhưng mà hôm đúng nay không? em đã vượt qua được cái nhiệm vụ rồi đúng không? Em đã vượt qua được cái nhiệm vụ đặc biệt ngày hôm nay rồi. Đoán là đáng anh đặc biệt rồi, em đoán là anh rồi, đoán một phát trúng luôn đúng không? Không là người khác đoán một cái trúng luôn. Sau khi hỏi 10 câu hỏi. Đâu, em hỏi có mỗi 6 câu thôi. Vâng, ok, bây giờ thì cảm ơn anh Xuân Phạm đã tham gia chương trình Passion Mission ngày hôm nay và đã đem đến cho các bạn khán giả cũng là Mincha những câu chuyện rất là hấp dẫn này. Thì anh có muốn nhắn nhủ điều gì đến các bạn trẻ và các bạn khán giả không ạ? Cảm ơn Mincha rất là nhiều đã cho Jun, cũng như là chương trình ngày hôm nay đã cho Jun có cơ hội tâm sự với mọi người trong cái thời gian giãn cách như thế này. Mặc dù là chúng ta rất là chúng ta không có một cái buổi trò chuyện trực tiếp, nhưng mà ngày hôm nay qua công nghệ đúng không, thì chúng ta có thể gần nhau hơn. Jun thấy đây là cái điều rất là tuyệt vời của công nghệ bây giờ. Jun chỉ có một lời khuyên cũng như một lời chúc thôi, gọi là kinh nghiệm rất là nhỏ bé của mình, đó chính là dù thế nào đi nữa, dù có khó khăn thế nào đi nữa, thì mình cũng phải luôn theo hết mình cái đam mê của mình. Nếu mình có đam mê á, ai cũng có một cái gọi là universe đúng không? Universe là cái ước mơ và cái đam mê của mình, nhưng mà không phải lúc nào các bạn trẻ cũng có sớm biết được. Nhiều khi có những người 30 tuổi như anh bắt đầu mới nhận ra được là mình thích cái gì. Lâu lâu thì mình nghĩ mình thích tiền, lâu lâu mình thích kia, nhưng mà nhiều khi chỉ đơn giản là mình thích có một cái bữa cơm, một cái quán ăn nhỏ hay một cái gì đó. Nhiều khi cái universe nó đơn giản nhưng mọi người không nhận ra.
Nhưng mà khi đã nhận ra rồi á, thì các bạn phải hết mình với cái đam mê đó và đừng bao giờ bỏ nó, dù cho ở ngoài kia nói mình hay là làm cái gì chăng nữa, mình không được từ bỏ. Cũng giống như một cái câu nói mà anh rất là thích, đó chính là cuộc đời này nó giống như là một quyển sách mà mình chưa biết trước một lục, nên bởi vậy mình phải luôn luôn cố hết mình. Quá ý nghĩa, quá tuyệt vời. Thank you tất cả mọi người. Em đã cảm ơn tất cả những cái lời chia sẻ của anh Dung Phạm. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Bác Sần Mất Sần ngày hôm nay cùng với Minh Trang và anh Dung Phạm. Chúc các bạn có thật là nhiều sức khỏe, luôn giữ một cái tinh thần lạc quan. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau của Đeo nhá. Xin chào Minh Trang, xin chào tất cả mọi người. Xin chào anh luôn. Bye bye.